Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Biểu tình bùng nổ ở Israel sau khi Thủ tướng bất ngờ sa thải Bộ trưởng Quốc phòng. Chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Israel bất ngờ sa thải Bộ trưởng Quốc phòng, hàng nghìn người biểu tình đã tập trung tại trung tâm thương mại Tel Aviv của Israel, chặn con đường chính của thành phố và đốt lửa trại, trong khi hàng trăm người biểu tình tụ tập trước tư dinh của ông Netanyahu ở Jerusalem. Những người biểu tình ở Israel đã xuống đường, chặn các con đường cao tốc và đốt lửa vào ngày 5 tháng 11 sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant. Theo thông báo từ văn phòng Thủ tướng Israel, ông Netanyahu viện dẫn một cuộc khủng hoảng lòng tin liên quan đến cách quản lý các chiến dịch quân sự đang diễn ra của Israel và đã thay thế ông Gallant bằng Israel Katz, người trước đó là Bộ trưởng Ngoại giao, trong khi bổ nhiệm ông Gideon Sa'ar làm Bộ trưởng Ngoại giao mới. Chỉ vài giờ sau đó, theo hãng tin Al Jazeera, hàng nghìn người biểu tình đã tập trung tại trung tâm thương mại Tel Aviv của Israel, chặn con đường chính của thành phố và đốt lửa trại, trong khi hàng trăm người biểu tình tụ tập trước tư dinh của ông Netanyahu ở Jerusalem. Người biểu tình cũng đã chặn đường ở nhiều nơi khác trên toàn quốc. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Jahi Sahamo, thành viên gia đình của một con tin, tham gia biểu tình cho rằng việc sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant là một hành động phản bội của chính phủ đối với các con tin và người dân Israel. Trong khi đó, theo Manuela Rostel, 60 tuổi, nhà hoạt động hòa bình, bà tham gia biểu tình vì chính phủ Israel lại một lần nữa khiến bà thất vọng giữa lúc chiến tranh. Bà Rostel nói, họ thực sự sa thải một bộ trưởng, người duy nhất mà chúng tôi nghĩ là quan tâm. Ông ấy quan tâm đến những người bị bắt cóc ở Gaza. Ông ấy quan tâm đến các binh sĩ và thực sự quan tâm đến đất nước. Những người biểu tình khác cho biết họ cảm thấy chính phủ đã phụ lòng họ. Sau khi nghe tin về việc sa thải ông Gallant và ông Netanyahu đều thuộc đảng cánh hữu Likud, đã xung đột trong nhiều tháng về các mục tiêu của cuộc chiến kéo dài 13 tháng của Israel tại dải Gaza nhằm vào phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine. Nói về quyết định sa thải ông Gallant, ông Netanyahu cho biết ngoài những ý kiến bất đồng, một cuộc khủng hoảng lòng tin dần dần xuất hiện. Và cuộc khủng hoảng này không cho phép việc quản lý chiến dịch tiếp tục như bình thường. Thủ tướng Israel nói thêm rằng ông đã cố gắng thu hẹp các khác biệt, nhưng chúng cứ ngày càng lớn hơn và đã trở nên công khai. Tệ hơn nữa, những điều này đã đến tai kẻ thù và kẻ thù của chúng ta hưởng lợi từ đó rất nhiều. Israel bắt đầu cuộc chiến tại dải Gaza sau một cuộc tấn công do Hamas lãnh đạo vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo số liệu của Al Jazeera, dựa trên thống kê của Israel, cuộc chiến này tới nay đã khiến ít nhất 1.139 người thiệt mạng và khoảng 250 người khác bị bắt làm con tin. Trong khi đó, theo các cơ quan y tế Palestine, ít nhất 43.391 người đã thiệt mạng và 102.347 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza kể từ tháng 10 năm 2023. Đầu năm nay, báo cáo của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về hành động của Israel tại Gaza đã chỉ ra nhiều hành vi của Israel có dấu hiệu vi phạm quyền của người dân Gaza. Cả Israel và Mỹ đều bác bỏ báo cáo này, cho rằng báo dựa trên thành kiến hoặc tư tưởng bài Do Thái. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thường đề cập về vấn đề Israel-Palestine. Việc dành nhiều thời gian cho vấn đề này khiến những người Israel chỉ trích Liên Hợp Quốc có cơ hội gọi đây là hành vi bài Do Thái, ông Vlad Chenberg giải thích. Tuy nhiên, phía Liên Hợp Quốc và nhiều cơ quan của tổ chức này khẳng định họ hành động dựa trên việc tuân thủ nguyên tắc và luật lệ. Trả lời Al Jazeera, người phát ngôn văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, OCHA, cho biết,
nhiệm vụ của văn phòng là thúc đẩy việc tôn trọng và bảo vệ nhân quyền theo luật pháp và tiêu chuẩn quốc tế hiện hành. Văn phòng thực hiện nhiệm vụ của mình một cách công bằng bất kể ai, khi nào hoặc ở đâu. Tất cả các hành động của văn phòng đều dựa trên các sự kiện thu thập được thông qua phương pháp giám sát, báo cáo nghiêm ngặt và được đánh giá theo các tiêu chuẩn pháp lý quốc tế có liên quan, luật nhân quyền quốc tế và luật nhân đạo quốc tế. Ở chiều ngược lại, một số cơ quan cũng có quan điểm bảo vệ Israel và cho rằng Liên Hợp Quốc có phần cứng rắn với tổ chức này. Trong năm 2024, UN Watch, tổ chức phi chính phủ được hãng tin AFP mô tả là một nhóm vận động hành lang có mối quan hệ chặt chẽ với Israel, tuyên bố rằng Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết chống lại Israel cao hơn nhiều so với những nghị quyết nhằm vào các quốc gia khác. Khi xung đột tại Gaza nổ ra, bất đồng giữa Israel và Liên Hợp Quốc cũng tăng lên. Những bất đồng này chủ yếu xoay quanh các dự luật của Israel cấm UNRWA vào Gaza. Ngoài ra, khi Israel mở cuộc tấn công vào nhóm vũ trang Hezbollah, lực lượng Israel đã đối đầu trực tiếp với lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Lebanon, UNIFIL. Israel rúng động vì vụ rò rỉ tài liệu mật liên quan cuộc chiến Gaza. Một tòa án ở Israel xác định một phụ tá của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã làm rò rỉ tài liệu mật liên quan tới cuộc xung đột của nước này với lực lượng Hồi giáo Hamas trên dải Gaza, hãng tin Reuters cho hay. Tòa sơ thẩm tại thành phố Rishon LeZion hôm 3 tháng 11 ra phán quyết tuyên bố thông tin tình báo mật và nhạy cảm đã bị lấy đi từ hệ thống của lực lượng phòng vệ Israel IDF và theo một cách bất hợp pháp. Tòa sơ thẩm cho rằng vụ rò rỉ tài liệu mật này có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho an ninh nhà nước và gây rủi ro cho các nguồn tin, cũng như gây tổn hại cho các nỗ lực giải cứu con tin đang cần bị Hamas bắt giữ ở dải Gaza. Các nghi phạm trong vụ án bao gồm một người nghi thuộc nhóm phụ tá của ông Netanyahu tên Eli Feldstein và ba nhân viên trong các cơ quan an ninh Israel, theo tờ Haaretz. Feldstein từng làm việc trong một số cơ quan chính quyền Israel và làm phụ tá cho Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir. Sau đó, ứng tuyển nhưng không được nhận vào văn phòng Thủ tướng Israel. Dù vậy, Feldstein được cho là đã làm việc cho Thủ tướng Israel như một phụ tá thân cận và bị bắt gặp tham gia một số cuộc gặp bí mật và thường xuyên thấp tùng ông Netanyahu trong một năm qua. Luật sư của các nghi phạm thuộc lực lượng an ninh Israel cho rằng các thân chủ của ông đã cung cấp tài liệu cho Feldstein vì tin rằng ông Netanyahu cần biết những thông tin liên quan. Ông Netanyahu hôm 2 tháng 11 cho biết ông chỉ biết về các tài liệu bị rò rỉ thông qua phương tiện truyền thông và phủ nhận mọi liên quan tới nghi phạm Feldstein và các hành vi sai trái của người này. Những thông tin đầu tiên liên quan đến việc các tài liệu mật bị rò rỉ xuất hiện trên truyền thông hồi tháng 9 khi tờ báo Đức Bild đăng tải bài viết độc quyền phát thảo chiến lược của Israel trong đàm phán với Hamas. Tờ Bild không bình luận về cách thu thập thông tin, nhưng tuyên bố rằng IDF đã xác nhận tính chính xác của các tài liệu bị rò rỉ. Bài báo của Pew được xuất bản vài ngày sau khi 6 con tin người Israel bị phát hiện đã bị hành quyết trong một đường hầm của Hamas. Vào thời điểm đó, Mỹ, Qatar và Ai Cập đang làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas, trong đó có nội dung thả các con tin bị Hamas bắt giữ từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Vụ rò rỉ tài liệu mật đã làm rúng động đất nước Israel, buộc giới chức Tel Aviv phải ban hành lệnh cấm đưa tin liên quan tới các tài liệu đã bị lộ. Nhiều cơ quan truyền thông và gia đình một số con tin còn bị Hamas bắt giữ đã kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm đưa tin này. Hôm 2 tháng 11, một luật sư của nhóm gia đình các con tin cho rằng, trong một năm qua, người thân của những người còn bị Hamas bắt giữ đã chờ đợi bất kỳ thông tin nào về người nhà của họ và có quyền được biết về bất kỳ chi tiết nào có liên quan tới các con tin. Tuy nhiên, tòa sơ thẩm tại Rishon LeZion hôm 3 tháng 11 cho rằng cuộc điều tra vụ rò rỉ tài liệu mật vẫn chưa kết thúc và việc công bố bất kỳ thông tin nào liên quan vào thời điểm này cũng có thể gây hại cho công tác điều tra và an ninh quốc gia.
Trong khi đó, Quốc hội Israel ngày 28 tháng 10 đã thông qua hai dự luật quan trọng về hoạt động của cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine. Dự luật đầu tiên được thông qua với tỷ lệ 92 phiếu thuận và 10 phiếu chống để cấm UNRWA hoạt động trên lãnh thổ Israel. Dự luật thứ hai được thông qua với 87 phiếu thuận và 9 phiếu chống nhằm hạn chế các hoạt động của UNRWA tại dải Gaza và bờ Tây. Theo tờ The Times of Israel, cộng đồng quốc tế đã phản đối hai dự luật này rất mạnh mẽ, cả trước và sau khi được thông qua. Gần đây, Israel cũng tấn công vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon, UNIFIL. Điều này khiến mối quan hệ giữa Israel và Liên Hợp Quốc thêm căng thẳng. Ngày 29 tháng 10, trên mạng xã hội X, văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có bài đăng cho rằng Israel thành lập không dựa trên vai trò của Liên Hợp Quốc. Không phải nghị quyết của Liên Hợp Quốc đã thành lập nhà nước Israel, mà nhà nước Israel được thành lập nhờ vào chiến thắng đạt được trong cuộc chiến giành độc lập, với máu của những chiến binh anh hùng. Nhiều người trong số họ là những người sống sót sau nạn diệt chủng do Đức Quốc xã và các bên liên quan gây ra, theo nội dung bài đăng. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Nimrod Flachenberg sống tại Israel, thông tin này là không đúng sự thật. Liên Hợp Quốc rất quan trọng đối với người dân Israel. Việc nước này được thành lập theo Hiến chương Liên Hợp Quốc năm 1949 là một phần của lịch sử. Tuy nhiên, chúng ta đã chứng kiến một quá trình dần dần làm mất vai trò của Liên Hợp Quốc trong vài thập niên qua khi tổ chức này bị các nhà lãnh đạo Israel mô tả là thành trì của tư tưởng chống Israel hoặc thậm chí là bà Do Thái, theo ông Flachenberg. Theo đài Al Jazeera, một trong những quan chức Israel chỉ trích Liên Hợp Quốc nhiều nhất là ông Netanyahu, dù bản thân ông Netanyahu từng là đại sứ của Israel tại Liên Hợp Quốc từ năm 1984 đến năm 1988. Dưới thời đảng Likud, cánh hữu của ông Netanyahu nắm quyền, mâu thuẫn giữa Israel với Liên Hợp Quốc đã gia tăng đáng kể. Điều này khiến vai trò của Liên Hợp Quốc trong mắt nhiều người dân Israel bị ảnh hưởng không nhỏ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!